đương nhiên. Mọi người mọi dây. Chị bỏ giày ra thì chị mới leo lên ghế em nha. Nhìn xa xa tưởng ngựa đó hả? Ừ. Phải không, phải đầu bò không, sao em thấy vẫn giống ngựa vậy ta? Trời ơi, con này nó bự hay giống con ngựa. Bự lắm luôn. Đó gì vậy? They're watching. They're looking at us. Giờ đi xa rồi. Thấy mình hả, nó ồn quá hả? Chắc ồn quá, đông quá. Đẹp quá ha. Muốn vào trong. Chạy rất là đẹp. Con này
Hỏi nó coi what's the name, nhà hỏi tên gì nhà ơi. The name is Ilan. Ilan. Okay. Can you spell it please? Yeah. Can you spell it please? E-N-A-N-T. Okay, thank you. Ilan. Mình ở trong đây mà lấy gì? Trong đây mà nghe chị em luôn, đúng cái máy mình đang quay. Đấy nó sợ gì á? Ừ, có to không? Không, không đâu có nghe được ấy. Không có nghe đúng rồi, không có nghe. Có cả. Có lên xin. Đấy nhờ, nó đất của tao, đất của tôi. Ờ, nhờ. Nó to, nó bé quá, nó mỏng luôn đấy. Hay con này nó bầu. Không biết, nó béo. Không, không. Nó béo.
Ờ. Giờ mình thấy bình tím không? Là cái gì nó là gì? Bình tím hay không? Hai cái bình đích đó. Sao nhìn thì biết. Cháy rừng à, tự cháy hả? Nãy đó cái tím thì phải giờ bị cháy rừng. Không không biết, em đang hỏi cái vụ cháy rừng riêng. Màu tím. Mấy em phi đi đi. Đang Sakuji á chị. Chỗ rừng màu hồng. Cho chị một cái kiểu mà có cái cây kia kìa. Đấy là ít con. Cô bị cái bé lạnh lòi nữa tôi. Con lợn này nó nhuộm tóc. Cái tóc nhuộm thì cái con lợn này bị tóc nó đen, con này lên tóc nó vàng. Sao nó bị đen ngắn á. Nó con khỉ nữa, vô đây, khỉ vô đây. 10 con nữa hả? Đâu con lợn lòi đâu, có nhìn thấy đâu. Có hai con nó đang giấu trong cái đó. Ba con, bố mẹ với đứa con luôn. À đây kìa kìa. Con mặt như này đi. Ừ, thị đó, thị mặt chó đó. Thị thế à? Đây nè, thị mặt chó kìa, thấy hả? Đây này. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có mấy con luôn kìa. Ủa, mấy con bên cạnh. Các bạn này chơi với nhau hoàng hoàng. Đúng rồi.